Ở đây có hai hiệu quay Phát Thành với lại Vĩnh Phong. À, giờ là đỡ rồi đó, không có đông như buổi trưa, à, nhưng mà cũng còn đông ha. À, chiều nay cá lóc cũng sổ luôn. À, không có đông như buổi trưa. Cái tiệm vàng hôm nay là người ta mua quá trời luôn nha. Nhân viên bán vàng mấy bữa nay là coi như áp lực. À, nên tôi quẹo qua An Đông ha. À, An Đông có tiệm vàng Kim Lý mà sau nay Kim Lý đóng cửa ta. Còn nghỉ Tết hả? À, mấy tiệm vàng kia tiệm nào cũng có khách. Đường này đường một chiều, đường một chiều từ 3 tháng 2 đổ vô nè. Chúng ta đi ngang mấy tiệm vàng nè, người ta mua đen nghẹt luôn. Trời ơi, tiệm vàng này Kim Vinh, Kim Vinh là đông nhất nè. Kim Vinh này hình như là có bên quận 8, bên Nguyễn Thị Tần á, chói quá. Đó, có công an bảo vệ luôn. Minh Nhật nè. Em xin kính chào đến tất cả của chú anh chị và các bạn. À, chú anh chị và các bạn, đây là khu bệnh viện Xuân Chính ngày xưa. À, và ngày nay là bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình. À, đây là con đường Trần Hưng Đạo hướng về Chợ Lớn. À, và chiều hôm nay thì em đi làm về sẵn đây, mời chị và các bạn chúng ta sẽ đi một vòng đường phố Sài Gòn để cập nhật những hình ảnh Sài Gòn ngày đầu tiên coi như là bắt đầu đồng loạt đi làm lại hết ha. Ở phía đây là chung cư cũng xưa cũ lắm rồi nè. Ở trên có ký túc xá của trường Cao Thắng nè. Chung cư xuống cấp rất là dữ dội. Chiều nay là ngày mùng 10, ngày vía thần tài. Hầu như các nhà đều, đa số người ta đều cúng cá lóc nướng. Và một trong những cái địa điểm mà bán số lượng khủng nhất đó chính là ở Tân Kỳ, Tân Quý. Nhưng mà cô Lâm Huy năm nay không có đi tới Tân Kỳ, Tân Quý được, do là đầu năm cũng nhiều việc với lại cũng hơi xa đó, không có sắp xếp được. Chị và các bạn thông cảm. Có đi khu Cô Giang mua cá cho ở nhà cúng, rồi sẵn quay chia sẻ anh chị xem chơi. À, giờ là chiều tối, giờ đi làm về là 5 giờ mấy, gần 6 giờ. Giờ gần 6 giờ, trời cũng còn thần sáng ha. À, bên đây là khu chợ Hòa Bình, đường vô trong chợ Hòa Bình nè. À, chiều nay chúng ta đi lòng vòng ở quận 5, đi vòng qua khu chợ Thiết Thử để cập nhật đường phố. Thường là ngày mùng 10 người ta hay cúng cá lóc, xong cái người ta đi mua vàng để mùng một năm có tiền mua vàng, mua đô, có cái để dư. Đó, đây chúng ta quẹo qua con đường Bùi Hữu Nghĩa, con đường nổi tiếng với món vịt quay, vịt quay Bùi Hữu Nghĩa. Người ta xếp hàng từ sáng tới chiều luôn kìa. Trời, đằng kia người ta vẫn còn mua kìa. Hồi trưa là tôi đi cái dịp đi ngang đây thì thấy đông quá, nhưng mà do công việc nên nó không có quay được. Giờ rảnh vẫn còn, người ta vẫn còn, khách vẫn còn mua. Ở đây có hai hiệu quay Phát Thành với lại
Vĩnh Phong. Giờ là đỡ rồi đó, không có đông như buổi trưa, nhưng mà cũng còn đông ha. Hầu như buổi trưa là nhà nào cũng cúng rồi tập hợp bạn bè rồi tới khai trương đồ hết rồi. Giờ còn gia đình hoặc là nhân viên đi làm về trễ rồi mua cúng sao thôi. Chiều nay cá lóc cũng sổ luôn. Không có đông như buổi trưa. Ở cái hướng này là cũng ra được Trần Hưng Đạo hoặc là Nguyễn Trãi nè. Đi cái hướng này thử cái hẻm bên đây. Giờ mình chạy vòng vòng qua khu chợ Thiết nha. Ở đây đi ra hẻm Thiên Quy Mì Gia thì phải. Mì dịch tiềm. Ủa, mì dịch tiềm bên kia. Đi ngang quán sủi cảo. Hướng này là đi lên chợ lớn. Chúng ta sẽ đi vòng vòng qua bên Nguyễn Chí Thanh. Thêm Quy Mì Gia là hẻm trên này ha. Hẻm lúc nãy là không phải. Hẻm lúc nãy là bán sủi cảo thì phải. Bắt đầu bây giờ là đường xá không có thông thoáng như mấy bữa rồi. Bắt đầu hôm nay là đông đúc. Tới giao lộ nào cũng kẹt cứng. Tới đây là giao lộ Trần Phú nè. Với lại Nguyễn Duy Dương. Chúng ta sẽ quẹo phải nha. Ở đây có quán bánh canh giò heo nè. Bánh canh giò heo ở số 487 đường Nguyễn Trãi. Bán cũng có tiếng nè. Rồi chúng ta quẹo phải qua khu Quang Đông. Sài Gòn là phải đông đúc, phải chật chội, phải ngày đêm không ngủ thì mới đúng là Sài Gòn ha. Chứ Sài Gòn mà ngủ sớm là không phải đúng, không đúng bản chất của Sài Gòn nữa. Không biết ngày xưa thì như thế nào chứ theo Lâm TV thấy mấy chục năm nay là như vậy ha. Còn càng ngày là dân số càng tăng. Mấy tiệm vàng hôm nay là người ta mua quá trời luôn nha. Nhân viên bán vàng mấy bữa nay là coi như áp lực. Nên tôi quẹo qua An Đông ha. An Đông có tiệm vàng Kim Lý mà sau nay Kim Lý đóng cửa ta. Còn nghỉ Tết hả? Mấy tiệm vàng kia tiệm nào cũng có khách. Tại tới tiệm vàng Lâm TV cũng ngại quay vô, người ta cũng tưởng mình là có âm mưu gì chắc chết.
vàng Kim Lý ngày rằm mới mở cửa lại, người ta có dán cái bảng thông báo kìa. Ồ, ăn chơi dữ ha. Rồi mà đây là khu chợ An Đông, bây giờ là 6 giờ chiều. Phía trước chợ An Đông có bán cái gì ta, có lấu bò. Bữa nay người ta cúng quá trời không? Mấy anh bảo vệ anh đốt giấy tiền vàng bạc cho các hộ kinh doanh ở đây. Bây giờ quẹo qua Hùng Vương nha. Đi ngang mấy tiệm vàng, mình thấy tiệm nào cũng khách ngồi đợi quá trời. Tiệm vàng thì hầu như là vàng của ai người đó mới thu chứ không tiệm này mà thu của tiệm kia thì giá nó khác ha. Tại cái tỷ lệ vàng của mỗi sản phẩm ở mỗi tiệm lại khác nhau. Chỉ có vàng 4 số 9 thì mới trung giá thôi. Giao lộ Hùng Vương với lại Nguyễn Duy Dương, rồi chúng ta đi thẳng qua bên kia luôn nha. Con đường Nguyễn Chí Thanh cũng như là con đường Trần Hoàng Quân ngày xưa. Ở cái đoạn Nguyễn Chí Dương này là có nhiều nhà xe đi Bình Dương, đi Đồng Nai, đi Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột rồi luôn. Đi Tiền Giang cũng có, đi Vĩnh Long cũng có, Mỹ Tho cũng có nè. 97 Nguyễn Chí Dương là đi Mỹ Tho. Xe Hải Duyên. Đây là con đường Nguyễn Chí Thanh. Đi một vòng hồi về tới giờ rước bạn đồng nhỏ luôn là vừa. Hôm nay bạn đồng nhỏ bắt đầu đi học rồi. Tối còn thêm ở nhà cô nữa rồi. Là 7 giờ mới về. Tới đây là ngã 6 Nguyễn Tri Phương nè. Cửa hàng hải sản Hoàng Gia mở cửa lại rồi ta, mấy bữa trả mặt bằng, bên đây là người ta bán lại nữa. Cửa hàng này bán hải sản tươi sống rồi mang đi, có cả hải sản ở nước ngoài luôn. Có nhiều của chú anh chị chia sẻ thì hải sản nó giá cũng tương đối cao, do là người ta cũng phải vận chuyển phí mặt bằng cao rồi nhân viên này kia cái nọ. Nên là ở đây mà bán đồ nước ngoài là giá cao lắm, do không phải ai cũng nhập được. Người ta nhập được là tiên phong là người ta đưa cái giá của người ta luôn. Nói chung lâu lâu mình ăn lần thì được, chứ để ăn mỗi ngày đều đặn thì khó.
có nhiều tiệm sửa xe. Tự nhiên mấy nay là đường phố thông thoáng quen rồi ha. À, bữa nay ra đường thấy đông đúc, chật chội, thấy là biết hết Tết rồi đó. Hầu như ai nay về quê nó cũng đã lên hết trơn rồi. Đi thẳng luôn chợ Thiết thì phải quẹo qua bên Dương Tử Giang hay là Tân Khai rồi đó ha. Khu vực này nhà máy bia Sài Gòn. Lúc trước là bia Sài Gòn cũng đã doanh số cũng đã tuột rồi, đã giảm rồi. Nay thêm cái vấn đề mà quy định về tham gia giao thông mà không có bia rượu nữa thì phải nói là tệ hại hơn luôn. Ở nhà máy bia có từ rất là lâu rồi ha. Hai bên đường luôn. Đèn đỏ đường đông mà người ta cũng vẫn bấp kẹn ha. Mấy bữa đường vắng vắng thì chạy rề được, chứ hôm nay đường đông quá chạy rề là bị người ta nhắc nhở. Tới khu này cũng là chợ nhưng mà đây là bệnh viện Chợ Rẫy. À, cái tên bệnh viện này á, nhìn thấy ngán liền, ám ảnh. Ở đây mình quẹo qua lên trên đi, lên trên quẹo qua bên Thủ Kiều. Bắt đầu mấy bữa Tết là ở đây vắng vẻ, phòng cái vừa hết Tết, hôm nay là ngày mùng 10, nó bắt đầu người ta dọn ra chật kín, bán buôn quá trời đây luôn. Cuộc sống mà đâu có nghỉ ngày nào là mất doanh thu ngày đó.
nhiều khi không có tiền ăn luôn. Đây mình quẹo qua đây đường Thuận Kiều hướng ra khu chợ Thiết. Ở Sài Gòn chi phí mỗi ngày nha, một ngày mà không có tiền là mệt mỏi. Trái con đường Trần Quý nha. Đó, thẳng hướng này là Lê Đại Hành nè. Đó, mình quẹo qua Trần Quý. Có quán cà phê. Ở trên khu quận 11 này hầu như chúng ta thấy nó tối tối sao sao á, không hiểu sao, hay là do không có nhiều tòa nhà nên thành ra đèn đuốc nó không có rực rỡ. Coi như là mấy ngày nay là coi như là tiệm vàng được là dân chúng mua quá trời luôn, có công an bảo vệ rồi luôn á. Vòng qua đây nè, vòng qua cho bà con cô bác xem chơi vui ha. Không biết anh chị và các bạn có cái thói quen trữ vàng không, tại vì vàng ở Việt Nam mấy nay là có giá lắm. Đầu đường là quán cơm Mong Mầm. Rồi chúng ta chạy vòng qua đây là vòng ngoài bìa khu chợ Thiết. Rồi mấy bữa bên MTV cũng có đi vòng vòng ở đây ngày ông Táo về trời. Mới đây là nhiêu ta? 23/7 cũng gần 20 ngày rồi ha, thời gian trôi qua nhanh ghê không. Ở bên đây là khu bán đồ cúng vàng mã đồ đó. Có nhiều anh chị ngày xưa chưa biết khu chợ Thiết, khi mà bên TV quay riết rồi giờ nhìn là biết chợ Thiết ở đâu luôn. Này chúng ta quẹo qua phố Cơ Điều nữa. Đường này là đường một chiều. Đường một chiều từ 3 tháng 2 đổ vô nè. Chúng ta đi ngang mấy tiệm vàng nè. Chúng ta mua đen nghẹt luôn. Đó lắm. Tiệm vàng này Kim Vinh. Kim Vinh là đông nhất nè. Kim Vinh này hình như là có bên quận 8 đó, bên Nguyễn Thị Tần á. Tối quá. Đó, có công an bảo vệ luôn. Minh Nhật nè. Quá trời luôn. Mua vàng có lực lượng công an bảo vệ luôn, thấy đặc rất luôn ha. Vàng mà mua
quá trời đông. Nhưng mà mua hôm nay thì giá sẽ cao hơn ngày thường một chút. Nhưng mà so với nhiều năm sau thì chắc có lẽ nhiều năm sau sẽ cao mấy lần. Giống như vàng cách đây khoảng mười mấy 20 năm vậy đó. Họ là lên gấp 20 lần. Ví dụ ngày trước mà ai có một cây vàng thì bây giờ là 20-30 cây vàng luôn. Trời ơi, quá trời. Hồi xưa thời Lâm Vy biết tới vàng là nó khoảng chừng 5 triệu một lượng thôi. Bây giờ tới 10 lần. Ủa, vậy gấp 10 lần chứ. Mười mấy lần rồi đó. Giờ là 14 lần. Không, hơn 15 lần luôn. Đó, hồi xưa mà có một lượng vàng thì bây giờ để dành tới bây giờ đã là 15 16 lượng vàng rồi. Lớn quá. Hôm nay quẹo qua đây là có cửa điều chạy ra chợ bên này là chợ Tân Thành, chợ bán đồ phụ tùng. Rồi thôi, chiếc clip hôm nay dạo một vòng Sài Gòn để anh chị và các bạn thấy được khung cảnh đường phố cũng như đi ngang qua những địa điểm bán vàng rồi khu Bùi Hữu Nghĩa để mà thấy được khung cảnh Sài Gòn ngày đầu tiên đồng loạt mở cửa thì nó như thế nào ha. Một lần nữa ông Lê Vy xin chân thành cảm ơn đến tất cả cô chú anh chị và các bạn lúc nào cũng an lành, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Chúc cho thần tài mở cửa đến tất cả nhà của chú anh chị và các bạn nhân dịp mùng 10 vía thần tài ha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video clip lần sau.